Xếp ngay sau Khánh Hòa là Hoàng Gia Lai và Thanh Hóa. Đỗ Melo không vào, bóng lại đi trúng ra ngang. Một cú tâng bóng rất kỹ thuật của Đỗ Melo, nhưng không hiểu sao bóng vẫn chưa đi vào khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. May mắn vẫn đang là điều mà Melo và SCB Đà Nẵng đang thiếu. Đường truyền rất kỹ thuật của Đặng Anh Tuấn và cú dứt điểm của Đỗ Melo cũng vô cùng đẹp mắt, nhưng bóng lại đi trúng xa ngang. Đặng Anh Tuấn cuối cùng thì tỷ số được mở ngay sau khi Đỗ Melo đưa bóng trúng xa ngang, thì Anh Tuấn đã có bàn thắng mở tỷ số cho SCB Đà Nẵng. Niềm vui trên sân vận động Hòa Xuân. Pháo điện đã xuất hiện. Cuối cùng thì những sức ép liên tiếp của SCB Đà Nẵng đã được Đại Anh Tuấn cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 64. Bàn thua thứ 18 của hàng thủ Sana Khánh Hòa về Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng thứ hai mà Đặng Anh Tuấn ghi được ở mùa giải hôm nay. Trong tình huống đối mặt thì Đặng Anh Tuấn đã không mắc một sai lầm nào cả. Người vừa chuyền bóng cho Đặng Anh Tuấn là Patrick Bodie.